Vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 8, các nhà hoạt động môi trường và đại biểu các nước từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung về thủ đô Lima của Peru để tham dự hội nghị Amazon Pan lần thứ 3. Hội nghị được tổ chức để thảo luận về cách thức bảo vệ rừng Amazon trong bối cảnh nạn phá rừng và biến đổi khí hậu đang ngày càng đe dọa đến khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này. Vào đầu năm nay, hàng trăm người biểu tình bản địa đã chiếm mỏ dầu Amazon lớn nhất Peru nhằm kêu gọi việc làm sạch dầu từ các vụ tràn dầu, đồng thời cáo buộc chính phủ đã phá hủy rừng Amazon trên lãnh thổ Peru. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Môi trường nước này đã thừa nhận Peru đã phạm một số sai lầm. Là một quốc gia, chúng tôi đã có nhiều hạn chế và đôi khi chúng tôi đã đưa ra những quyết định chưa đúng. Nạn phá rừng cũng trở thành nội dung chính bao trùm lên hội nghị tại Lima. Theo số liệu thống kê của chính phủ Brazil, từ năm ngoái nạn phá rừng ở Amazon đã tăng gần 1/3 khi con người không ngừng mở rộng các trang trại và chạy đua săn lùng đất đai cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Chúng tôi đang lo lắng về tình trạng phá rừng hàng năm, nó tăng bao nhiêu và giảm bao nhiêu. Nhưng vấn đề chính đối với khí hậu là tất cả những gì đã tích lũy từ trước đến nay. Đây là món nợ mà chúng ta đang phải trả khi khí hậu đang bị phá hủy và các triệu chứng của nó ngày càng rõ ràng. Trải rộng đến 5,5 triệu km vuông, Amazon vẫn được gọi là lá phổi của trái đất. Thế nhưng với áp lực ngày một tăng đối với hệ sinh thái mỏng manh của Amazon, các nhà hoạt động môi trường lo ngại. Thực tế này sẽ khiến con người phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về an toàn và an ninh. Được tổ chức mỗi 3 năm một lần, sự kiện năm nay diễn ra như một bước đệm cho hội nghị về biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Các đại biểu hy vọng hội nghị sẽ xác định được một chương trình nghị sự, ưu tiên giải quyết các mối đe dọa lớn nhất đối với rừng Amazon hiện nay.